Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối thực hiện nghiêm túc hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu được phân giao từ đầu năm và phần bổ sung. Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các doanh nghiệp nhà nước tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh nếu có. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá, nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể.